Trong bản đánh giá đe dọa thường niên năm 2024, các cơ quan tình báo Mỹ ngày 11 tháng 3 viết, một Trung Quốc đầy tham vọng nhưng đầy lo lắng, một nước Nga hay đối đầu, một số cường quốc trong khu vực như Iran và các chủ thể phi nhà nước có năng lực hơn, đang thách thức các quy tắc lâu đời của hệ thống quốc tế cũng như vị thế của Mỹ trong đó. Theo hãng tin Reuters, báo cáo chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga, những đối thủ lớn nhất của Mỹ, hơn 2 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý đến nguy cơ xung đột rộng hơn liên quan đến chiến dịch chống lại Hamas của Israel ở dải Gaza. Báo cáo cho biết Trung Quốc đang hỗ trợ kinh tế và an ninh cho Nga. Báo cáo cũng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sử dụng công nghệ để cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ngoài ra, báo cáo đề cập đến các mối đe dọa về thương mại, từ đó lưu ý rằng quan hệ về thương mại giữa Trung Quốc và Nga gia tăng kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine và xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc có tiềm năng sử dụng cho mục đích quân sự tăng hơn 3 lần kể từ năm 2022. Bên cạnh đó, trong lời điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Tình báo Quốc gia Alvin Hannes lưu ý cuộc xung đột ở Gaza giữa Israel và Hamas có thể gây bất ổn toàn cầu. Bà Hannes nói, cuộc khủng hoảng ở dải Gaza là ví dụ rõ ràng về việc tình hình trong một khu vực có tiềm năng tác động rộng hơn và thậm chí toàn cầu như thế nào. Theo bà Hannes, các cuộc tấn công của Houthi và các tàu trên Biển Đỏ và các nhóm Al-Qaeda và ISIS đã nhận được sự chỉ đạo từ những người chống lại lợi ích của Israel và Mỹ. Trong khi đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray bày tỏ lo ngại về những tác động khủng bố từ việc nhắm mục tiêu tiềm năng vào các điểm yếu ở biên giới. Theo ông Gray, các mối đe dọa với nước Mỹ đã tăng lên cấp độ hoàn toàn mới.